Lạng Sơn, một trong những tiểu vùng văn hóa tiêu biểu của vùng Đông Bắc, là tỉnh có bề dày lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, mảnh đất hội tụ và sinh tồn của các dân tộc anh em như Nùng, Tày, Kinh, Giao, Hoa, Sán Chay, Mông và các dân tộc ít người khác. Mỗi dân tộc tuy không hình thành nên những địa bàn định cư riêng biệt, nhưng có sự tập trung với những bản sắc văn hóa riêng. Nhìn chung, đại bộ phận các dân tộc trên địa bàn sinh sống hòa thuận, quây quần bên nhau, tạo nên sự giao thoa văn hóa hết sức đa dạng. Đồng thời, với vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ giao lưu văn hóa kinh tế với Trung Quốc, điểm giao thoa, hội tụ của nhiều nền văn hóa đã hình thành nên một diện mạo văn hóa xứ Lạng đa dạng trong thống nhất, mang tính đặc thù riêng của vùng. Qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước bằng ý chí độc lập tự cường, đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã gắn bó keo sơn, đoàn kết một lòng, không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc và từng bước khẳng định những phẩm chất, tinh hoa văn hóa truyền thống của mình trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Những di sản văn hóa truyền thống Lạng Sơn đã trở thành một nét tiêu biểu trong sự đa dạng của nền văn hóa Việt. Lạng Sơn có thể được ví như một bảo tàng sống, hiện hữu và tiềm ẩn các giá trị văn hóa hết sức phong phú và đa dạng về cả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Các giá trị đó luôn được bảo lưu, trao truyền, bổ sung sáng tạo qua các thế hệ theo chiều hướng tích cực, hòa chung trong dòng chảy của cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Và các bạn, từ xưa Lạng Sơn đã trở thành trung tâm của một vùng đất biên giới nằm trên con đường giao thông huyết mạch có từ lâu đời, nối liền từ vùng biên ải tới kinh thành Thăng Long. Đây cũng chính là con đường giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các triều đại phong kiến Việt Nam với các triều đại phong kiến Trung Quốc. Nơi đây còn diễn ra nhiều trận đánh lịch sử hào hùng của dân tộc bảo vệ miền biên cương của người Việt. Những dấu ấn quá khứ hào hùng của dân tộc vẫn còn đọng lại trong tâm thức, nơi di tích văn hóa lịch sử và cả trong đời sống thường nhật của người dân xứ Lạng. Theo nhiều tài liệu lịch sử, Lạng Sơn vốn đã trải qua thời kỳ là Trấn Lỵ, Châu Lỵ, Phủ Lỵ, là trung tâm của bộ máy hành chính từ thời phong kiến. Thời nhà Lý, Lạng Sơn được gọi là Châu Lạng do dòng họ thân cai trị. Đời nhà Trần, Lạng Sơn là Lạng Châu Lộ, năm Quang Thái thứ 10 đổi thành Trấn Lạng Sơn và đặt lỵ sở ở khu vực xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn ngày nay, và cho xây dựng đoàn thành. Đến thời nhà Lê, để củng cố quân sự chống quân xâm lược nhà Minh, Lạng Sơn được bố trí nhiều cơ quan hành chính kinh tế, quân sự, gọi là vệ, cục, ty, dưới quyền của Lạng Sơn Thừa Chính Tư. Năm Hồng Đức thứ 26, đoàn thành Lạng Sơn tiếp tục được tu bổ, gia cố lại. Sách Dư Địa Chí của Nguyễn Nghiễm viết, xung quanh Trấn Thành đã hình thành nên rất nhiều chợ và phố, như phố Kỳ Lừa, phố Trường Thịnh, Đồng Đăng, thu hút thương nhân, lái buôn trong nước và người Trung Quốc đến buôn bán, trao đổi hàng hóa, đông vui tấp nập. Bảy thành phần dân tộc của tỉnh Lạng Sơn: Nùng, Tày, Kinh, Giao, Hoa, Mông, Sán Chay. Cái đặc điểm ấy thì nói chung các tỉnh miền núi phía Bắc hay là một số tỉnh nó cũng khác nhau. Nhưng cái địa bàn này nó gắn chặt cái phiên dậu, cái án ngữ, cái bàn giao và cái
đông ngoại. Vì vậy, lối sống, phong cách, kinh nghiệm, tri thức, đặc biệt gìn giữ cái quốc gia, nó có phong cách riêng. Nó thể hiện ra nền bản sắc, phong tục, tập quán, tiếng nói, ăn ngữ. Đó là cái lối sống, nét sống. Vì vậy, nó tạo ra một cái nền riêng là văn hóa xứ Lạng. Không gian địa lý gắn kết sự hài hòa giữa các nét đặc trưng riêng biệt của các dân tộc anh em. Ở đó có sự giao thoa tiếp biến, mang lại sự đa dạng và phong phú trong các hoạt động đời sống sinh hoạt của người Lạng Sơn. Dân tộc Tây Nùng trồng lúa dưới khe, thung lũng, trồng lúa nương trên sườn đồi. Họ phát triển sản xuất nhiều nghề phụ gần giống như người Việt, như nghề dệt, thổ cẩm, đan dọ. Nhưng khác biệt người Việt, bản sắc văn hóa Tây Nùng từ phương thức sản xuất đến chất liệu sản phẩm, đặc biệt họa tiết hoa văn, người Tây Nùng thường hái sa nhân, cánh kiến, mật ong. Thưa quý vị và các bạn, không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc anh em của tỉnh Lạng Sơn luôn thể hiện tính đoàn kết, gắn bó và tôn vinh những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Một trong những nét chung điển hình của văn hóa đồng bào các dân tộc nơi đây đó chính là loại hình nghệ thuật mang tính biểu tượng của người Tây Nùng Thái của vùng Việt Bắc, đó chính là nghệ thuật hát then. Then là loại hình nghệ thuật sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam. Theo truyền thống, then là sinh hoạt tín ngưỡng mang đậm yếu tố Shaman giáo với niềm tin vạn vật có linh hồn. Đối với con người, nếu là nam thì có ba hồn bảy vía, với nữ là ba hồn chín vía. Khi hồn vía bị thất lạc thì con người bị ốm yếu, bệnh tật và nhờ thầy then gọi hồn chữa bệnh. Xuất phát từ quan niệm đó đã hình thành nên môi trường diễn xướng của các hình thức then. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, then đã trở thành một loại hình nghệ thuật dân gian diễn xướng nguyên hợp, vừa mang yếu tố tâm linh, vừa mang nhiều yếu tố văn hóa, nghệ thuật. Ở khía cạnh tôn giáo tín ngưỡng, then nghi lễ có khả năng chữa bệnh gắn chặt với đời sống tâm linh của cộng đồng. Ở khía cạnh nghệ thuật, hát then gắn liền với hình ảnh cây đàn tính đã trở thành biểu tượng cho bản sắc văn hóa nghệ thuật của dân cư Tây Nùng. Then thì có cây đàn tính, có sóng nhạc, có cái quạt. Nó là gì? Ban đầu nó là tâm linh, tức là cầu cúng giải hạn. Nhưng sau đó nó phát triển lên thành cái văn nghệ cộng đồng. Đặc biệt là từ năm 1956, khi thành lập khu tự trị Việt Bắc của quốc gia Việt Nam, thì cái chỗ đó không phải là tâm linh nữa, mà biến thành cái văn nghệ quần chúng và hiện nay nâng lên mà đang có khái niệm là gì? Then cổ và then hiện đại. Thì cái đặc thù của nó là tự sự, là hơi thở. Và cái hoạt động của then nó không phải như mo, như ông thầy Tào thầy cúng bao giờ có sách
Thọ Mai Gia Lễ. Nhưng then trên nguyên lý chung, cuộc nào thì họ sáng tạo cuộc ấy. Hát then tổng hòa nhiều môn nghệ thuật và phong tục như hát, múa, đàn, hội họa. Có thể xem then là một loại hình sân khấu kể chuyện tín ngưỡng bằng âm nhạc. Phương tiện biểu hiện văn hóa của then là âm nhạc kết hợp cùng lúc hai hình thức nhạc hát và nhạc đàn. Nhạc hát là hình thức âm nhạc chủ yếu xuyên suốt thời gian mỗi cuộc hành lễ. Mỗi dòng then, vùng then thường có những điệu hát khác nhau, nhưng có chung âm hưởng then. Sau âm nhạc là câu chuyện then, trường ca bất hủ của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, phản ánh mọi mặt từ đời sống vật chất đến đời sống tinh thần, từ lịch sử đến tập tục sinh hoạt của đồng bào các dân tộc. Giai điệu tiết tấu tùy từng vùng. Tôi nói ví dụ Lạng Sơn nổi tiếng làm theo tò mạy, then tò mạy nó là một miếng then văn, then chép. Và xét cái giai điệu, cái then Lạng Sơn là gì? Tình tứ. Vậy thì Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên nó cũng tình tứ chứ, nhưng tiết tấu giai điệu rất khoát. Hát then ở Lạng Sơn được phổ biến trên diện rộng và có nhiều vẻ phong phú khác nhau về các mặt ở các miền hoặc mỗi huyện. Nhưng dễ nhận thấy là then ở khu vực phía Tây trong tỉnh êm ấm hơn so với then phía Đông. Hát then ở Lạng Sơn còn có đặc điểm nổi bật là tính nhân dân. Người ta hát trong dịp lễ, trong sinh hoạt, nam cũng như nữ, rất nhiều người biết đàn và biết hát. Hát then đã trở thành một nhu cầu quan trọng đối với đời sống tinh thần của các dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn. Xu hướng âm nhạc của giới trẻ bây giờ thì các bạn ý thường thường là thích các dòng nhạc trẻ hay là dòng nhạc hiện đại hơn hay là dòng nhạc nước ngoài hơn, và để thích những cái thể loại nhạc dân ca như này thì rất là ít. Bản thân tôi thì tôi cũng có một chút là từ truyền thống gia đình nữa rồi, bởi vì trong gia đình tôi thì có bà ngoại là nghệ nhân hát then, và từ bé thì cũng được nghe hát then và cũng rất là yêu bộ môn hát then, và bản thân tôi cũng là người dân tộc Nùng nữa. Tôi yêu bộ môn hát then này bởi vì là tôi muốn giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của tôi. Do tuổi già rồi thì cũng muốn là có cái môn hát này là môn này tôi cổ cũ để lại, nghệ nhân làm cho các bà nghe, và đến khi nhà nước có chương là gìn giữ tồn và tôn vinh cái bản sắc dân, có mở lớp các khu vực dân và cũng có thầy giáo xuống dạy, thì chúng tôi gọi nhau để làm sao tôn vinh được cái nền văn hóa dân tộc tôi ạ. Hòa trong vẻ đẹp hùng vĩ của rừng núi Điệp Trùng là những câu then đạo đi vô cùng rõ, như mỗi nốt bản nhạc từng thanh lại vào những giai điệu cách thể rất riêng. Then Lạng Sơn rất đào thắm, lời các đàn ý dịu tất quyện lấy nhau đặt ra bao thể. Thưa quý vị các bạn, những di tích chứa đựng những của quá khứ, giá trị lịch sử mà ông ta là những di sử, đó là sự đặc của văn hóa khiến nghệ thuật của miền xưa. Với Lạng Sơn, với những danh lam cảnh nổi tiếng như động nhất nhị, trải dài dãy núi Ố, được danh là đệ tứ Lạng. Danh thắng nhị thanh được phát hiện và tôn tạo bắt đầu thế kỷ 18. Công bỏ thị, một quan triều được lên Sơn làm quan đốc trấn. Bên cạnh việc chăm lo giữ giải và dân, ông nhị thanh đặt tên động rồi cho tôn tạo biến đây thành một nơi sinh hóa thần của những bài nhũ đã rủ xuống của động nhị thanh khi đang làm vào một cung, chạy dọc theo động lòng xuống chân, nước sẽ biêng biếc. Ở giữa hang có một khoảng đất rộng là sân bầu, có ánh cửa thông niên dọi chiếu thật huyền ảo.
lưu giữ nhiều bút tích của Ngô Thị Sĩ trên các văn bia, các bức động. Ngay đó còn lưu giữ họa vẽ Ngô Thị Sĩ uy nghi trang trọng, bức họa ước vỡ được muôn thuở chan hòa núi để tu giao. Xúc động trước tình cảm đó, nên lập bản thân ông ở đây gọi là Di Án Định. Chùa Tam Thanh, Thanh Tiên Tự được lập vào khoảng thế kỷ 16-17 để thờ Phật. Tại chùa còn lưu giữ nhiều di vật quý, đặc sắc nhất là bức tượng phù điêu A-di-đà được tạc vào vách núi có niên đại từ thế kỷ 17. Đây là một kiệt tác nghệ thuật chứa đựng những giá trị lịch sử và thẩm mỹ sâu sắc. Đi sâu vào trong động, ở khu trung tâm có hồ Âm Ti, nước không bao giờ vơi cạn. Hồ tuy nhỏ nhưng nước chảy suốt ngày đêm. Đi vào sâu bên trong, ta bắt gặp một nhỏ, xung quanh có những nhũ điều thù khác nhau do thiên nhiên tạo thành. Hai cửa thông thiên, ánh sáng từ hai cửa này soi rọi vào, làm cho những nhũ đá đẹp lạ thường. Tượng đá nàng Tô Thị nằm trong thể di tích Nhị Tam Thanh đã đi vào truyền thuyết ca dao của dân tộc ta. Tượng nàng Tô Thị trời trồng như một biểu tượng cho lòng thủy chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam. Thành nhà Mạc nằm cạnh núi nàng Tô Thị. Vào năm 1527, lợi dụng nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung đã phế ngôi vua Lê Chiêu Tông, lập nên nhà Mạc, tồn tại gần một thế kỷ. Năm 1592, nhà Lê được Chúa Trịnh giúp đỡ, đánh bật nhà Mạc ra khỏi thành Thăng Long, tàn dư nhà Mạc chạy lên các tỉnh biên giới phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, và lập căn cứ để chống lại tập đoàn phong kiến Lê Trịnh. Di tích hiện nay còn lại gồm hai đoạn tường thành xây bằng đá giữa hẻm núi. Đây là một di tích kiến trúc quân sự, phản ánh một thời kỳ chiến tranh tương tàn trong lịch sử Việt Nam. Quần thể di tích Nhị Tam Thanh núi Tô Thị thành nhà Mạc là di sản văn hóa quý báu của nước ta nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Khu di tích đã được xếp hạng quốc gia từ năm 1962. Khu di tích này luôn được các cấp các ngành quan tâm bảo vệ, đầu tư tôn tạo nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu tham quan hành lễ của nhân dân các vùng và du khách thập phương. Lạng Sơn trở thành một vùng là vừa là di tích danh lam thắng cảnh lịch sử, vừa là vùng văn hóa tâm linh mà phát triển cả kinh tế, cả văn hóa, cả phong cách, và chính là Phên Dậu, cái vai trò cái di tích
văn hóa, tâm linh với Lạng Sơn. Nghĩa là như vậy. Nằm ở phường Vĩnh Trại, bên bờ phía bắc sông Kỳ Cùng, đền được coi là nơi linh thiêng, vốn là nơi thờ thần Giao Long, với nhiệm vụ giữ cho quanh năm mưa thuận gió hòa. Lịch sử của đền gắn liền với câu chuyện kể về quan lớn Tuần Tranh được triều đình nhà Trần cử lên trấn thủ Lạng Sơn. Trong thời gian ở Lạng Sơn, ông chỉ huy đánh giặc bị thua, quân lính thiệt mạng rất nhiều. Ông lại bị vu cáo vào tội dâm ô, đành nhảy xuống sông Kỳ Cùng tự tử để chứng minh cho sự trong sạch. Do tấm lòng trong sáng, ông được thần linh hóa thành đôi rắn, ông Cộc, ông Dài, làm vị thần sông ngự tại đền Kỳ Cùng. Về sau, nỗi oan khuất của ông được một vị tướng nhà Lê là Tả Đô Đốc Hán Quận Công Thân Công Tài được thờ tại đền Tả Phủ chứng minh hóa giải. Trong đền có bến đá Kỳ Cùng là một trong 8 cảnh đẹp của Lạng Sơn, được ghi trong Trấn Doanh Bát Cảnh. Xưa Ngô Thị Sĩ gọi với cái tên Kỳ Cùng Thạch Độ. Sở dĩ như vậy là vì theo sử sách chép lại, ngày xưa, bất cứ cuộc hành quân hay hành trình nào của các sứ giả qua lại Trung Quốc cũng đều phải qua nơi này. Thuyền bè san sát, hai bờ sông lúc nào cũng tấp nập đông đúc vì dân chúng hoặc quan quân hội tụ. Ngày nay, cầu Kỳ Lừa được xây ở ngay cạnh bến đá, nối hai bờ bắc và nam sông Kỳ Cùng, chia thành phố Lạng Sơn thành hai khu vực. Bên bờ bắc là nơi sinh hoạt, kinh doanh buôn bán của nhân dân thành phố. Bên bờ nam là khu vực tập trung các cơ quan hành chính của tỉnh. Mẫu Sơn ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn thuộc địa phận chính của ba xã Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc và Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, là vùng núi cao có địa hình đa dạng, độ cao trung bình 800 đến 1.000 mét so với mặt nước biển, với một quần thể 80 ngọn núi lớn nhỏ, khu dân cư sống rải rác gần khu rừng trồng, thuộc vành đai thấp dưới 700 mét so với mặt nước biển. Giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Giao, Nùng, Tày luôn được duy trì và phát huy, thể hiện qua các sản phẩm ẩm thực độc đáo có tính chất riêng của Lạng Sơn và đồng bào dân tộc nơi đây như rượu Mẫu Sơn, mật ong, đào Mẫu Sơn, chanh rừng, đặc biệt là măng, ớt rừng, chè tuyết, một loại chè là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên các đỉnh núi cao quanh năm ẩn trong sương mù. Mẫu Sơn được đánh giá là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với lợi thế về điều kiện khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, những giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc thuần khiết của đồng bào các dân tộc sinh sống quanh đỉnh núi Mẫu Sơn. Lạng Sơn, mảnh đất miền biên viễn với những làn điệu hát then ngọt ngào cùng những chàng trai cô gái nhiệt thành và nồng hậu, với những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng đã ghi vào quá khứ hào hùng của dân tộc đang chờ đón những bước chân hành trình khám phá như lời câu ca xưa vẫy gọi. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra em. Trong đời sống xã hội hiện đại, không gian sống của các dân tộc đang diễn ra gay gắt theo hai hướng: bảo tồn và phát triển. Không gian xã hội hiện đại ngày càng mở rộng đến những nơi hoang sơ nhất, mang nhịp sống công nghệ hiện đại. Các dân tộc đang bị đồng hóa, dẫn đến phá vỡ khu vực địa lý, nơi cư trú, phương tiện giao thông, trang phục, dần tạo thành lối sống mới, văn hóa giao tiếp mới. Nếu không bảo tồn không gian xã hội của các dân tộc, trái đất sẽ chỉ còn một tập thể loài người.
không gian địa lý nguyên sơ, các phong tục văn hóa nghệ thuật các dân tộc cần được quan tâm bảo vệ, giữ gìn và bảo tồn, để Lạng Sơn, mảnh đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, nơi hội tụ và giao hòa của các giá trị văn hóa các dân tộc anh em Việt Nam, sẽ mãi vang làn điệu then giặt dìu, sẽ hòa quyện với nhau để xanh mãi núi, xanh mãi rừng.